Năng lượng đóng một vai trò rất quan trọng cho các hoạt động đời sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Đảng và Nhà nước quan tâm và coi là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế bền vững. Hiện nay, công tác tiết kiệm năng lượng đang được nhiều địa phương quan tâm và đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mục tiêu tiết kiệm từ 8 tới 10% tổng tiêu thụ năng lượng đòi hỏi các bộ ngành và các địa phương phải vào cuộc quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Tại Bắc Giang, nhiều đơn vị sau khi thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm năng lượng cũng đã đạt được những con số khá ấn tượng, giúp tiết kiệm một lượng điện năng đáng kể. Phòng Sở Công Thương Bắc Giang đã được lắp đặt điện áp mái năng lượng mặt trời từ năm 2020 với tổng công suất là 10 kW và đã góp phần tiết kiệm điện cho Sở Công Thương khoảng từ 20 đến 30% sản lượng điện trong vòng một tháng. Là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong top đầu của cả nước, tỉnh Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng năng lượng, đặc biệt là điện năng rất cao. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khoảng 14% và tăng trưởng điện thương phẩm khoảng trên 12%. Năm 2023, việc thiếu điện trong giai đoạn nắng nóng đã ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh. Do đó, khi Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành các chương trình tiết kiệm điện, thì tỉnh Bắc Giang cũng ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết 55, các chương trình triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từng giai đoạn, kế hoạch triển khai chỉ thị số 20 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Công tác tuyên truyền đặc biệt là làm sao đưa cái tiết kiệm điện và năng lượng vào cái thói quen và nếp sống của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, tập trung trọng tâm trọng điểm vào các cái đối tượng cần thiết, ví dụ như là về phía tỉnh chúng tôi cũng tuyên truyền trên phối hợp các cái đoàn thể xã hội để tuyên truyền rồi triển khai các cái mô hình ở cái học đường, rồi đối với doanh nghiệp chúng tôi triển khai những cái chương trình. Tại Hà Nội, việc triển khai các chương trình tiết kiệm điện được thực hiện linh hoạt, kết hợp nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tuyển truyền thông nâng cao nhận thức, thứ hai đó là đào tạo và nâng cao năng lực, thứ ba đó là các cái hỗ trợ kỹ thuật, và thứ tư đó là các cái liên quan đến cái hoạt động về kiểm tra giám sát và đánh giá cũng như là tuân thủ các cái quy định về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiết kiệm hiệu quả. Còn mỗi cái chính sách thì đều có những cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm mà Hà Nội đưa ra để triển khai làm sao đảm bảo được tính có tính hiệu quả và cái lan tỏa sâu nhất đến toàn thể người dân và xã hội. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương và các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi sử dụng điện, năng lượng đối với từng nhóm đối tượng cụ thể với nhiều hình thức khác nhau nhằm cải thiện hành vi sử dụng điện.